Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 127 của truyện Tiên Hồng Lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Chương 576, tổ hợp vô địch khi mà cố cường lực đáng sợ này toàn bộ tập trung trên một đơn vị cá thể uy lực cường đại tới khó tin lúc trước viễn cổ cự thạch tinh chính thông qua thủ đoạn thần thông này trong nháy mắt đã khiến một cường giả kim đan nổ tan xác mà chết làm bà quái nhân cùng với nữ trưởng lão họ liễu đều đã rơi xuống bởi vì cố trọng lực này có thể thấy được huyền ảo của thần thông dương phàm hồn can thông hiểu đại địa bắt đầu cảm ngộ cố lực lượng huyền ảo này lực lượng lại không cần lớn như vậy Bằng không, người lại kiên trì không được bao lâu. Dương Phạm nhắc nhở. Viễn cổ cự thạch tinh nghe thế như vậy, cường độ trọng lực của nó giảm đi rất nhiều. Dương Phạm nhắm mắt, lặng lặng cảm thụ. Bản thân của hắn tu luyện ra hồn căn tu tiền giới trước nay chưa từng có, đối với thổ linh đại địa có một loại cảm ngộ giống như thiền phú. Thời gian từng chút một trôi qua, viễn cổ tự, cự thạch tinh lần đầu tiên thi triển ra thần thông trọng lực, Dương Phạm đều chưa từng mở, mở mắt. Đại khái, qua khoảng hai ngày. Dương Phạm mở to mắt, phun ra một hơi dài, trong mắt của hắn tràn ra một tia sáng chói rọi. Mà lúc này, viễn cổ cự thạch tình mệt mỏi không chịu được, tinh lực sử dụng đã quá độ. Huyền nào trọng lực này đích xác là phức tạp thâm ảo, rõ ràng ta đã ngộ tới rồi, nhưng mà tại sao? Trên mặt của Dương Phạm nửa mừng nửa lo. Viễn cổ cự thạch tình nghe thấy như vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một loại đặc thù trong thiên địa, nó không có loại năng lực câu thông với nhân loại. Thậm chí, nó lại còn không có thần thông về thần thức, linh hồn lực cùng với thân thể trói chặt cùng một chỗ. Nói cách khác, nó cũng không thể nào tu luyện, nguyên đạo nguyên ảnh, cũng khó trách, không thể nào lấy hóa hình kỳ để tính toán. Tạo hóa ban cho nó một loại năng lực nghịch thiên nào đó, cũng đã lấy đi loại năng lực về mặt khác. Hoàn hảo, Dương Phạm lại nắm trong tay sinh mệnh tự nhiên, hắn có thể trao đổi không một chút trở ngại nào đối với bất cứ một sinh linh nào có lừng trí. Người cảm thụ một chút. Dương phàm lại khẽ động niệm, quanh thân lưu chuyển hào quang màu vàng đất sáng bóng. Một cú trọng lực khó tìm phủ xuống, khiến cho thân thể viễn cổ cự thạch tình lại hơi lay động một chút, trên mặt đầy những vẻ kinh hãi. Nó không thể nào hiểu được thần thông độc môn chỉ thuộc về mình, tại sao lại bị Dương phàm học trộm. Cùng lúc kinh hãi, nó lại tràn ngập kính nể đối với Dương phàm Dương Phạm hơi lộ ra vẻ tiếc nuối. Trình tự pháp lực của ta không có thấp hơn người, thậm chí về mặt nóng ở trong tay đại địa lại còn mạnh hơn người nữa. Vì sao uy lực trọng lực thi chuyển ra, lại không thể nào được bằng một nửa của người? Viễn cổ cự thạch tinh về mặt lộ ra ủi oải, lại nói với Dương Phạm, thần thông trọng lực của nó có liên quan đến cấu tạo của thân thể, thông qua bản thể tăng phúc. Uy lực của nó mới có thể phát triển được mạnh. Đồng thời, đây cũng là trải qua vô số những năm tôi luyện, tăng lên về mặt kỹ xảo dương phàm nghe thấy như vậy chìm đắm vào trong trầm tư ngắn ngủi bản thể viễn cổ cực thạch tinh nguyên là núi lớn mấy trầm trường, trăm trượng trong cơ duyên lớn hấp thu thiên địa linh khí cùng với càng nhiều thổ linh tinh tủy chậm rãi biến hóa cho tới tận bây giờ có thể tưởng tượng khi mà núi lớn mấy trăm trượng hóa thành một viễn cổ cự thạch tinh đến bây giờ bản thể của nó không có thua bảo cổ thậm chí là thông linh pháp bảo thì trẻ ra thần thông trọng lực tự nhiên sẽ có ưu thế lớn thì ra là vậy Dương Phạm biểu đạt lòng biết ơn đối với viễn cổ cự thạch tinh. Nhưng mà ở trong lòng của hắn vẫn như trước có một loại cảm giác, tăng phúc từ thân thể viễn cổ cự thạch tinh, kỳ thực cũng là một loại huyền ảo nào đó ẩn chứa trong bản thể. Nếu có thể tiến thêm một bước lĩnh ngộ huyền ảo trong này, hoặc là tìm hiểu diễn căn kỳ càng sâu một chút, như vậy thì lúc thi triển ra thần thông trọng lực, ít nhất sẽ không kém hơn so với viễn cổ cự thạch tinh. Được rồi, mục đích của ta đã đạt tới. Như vậy cáo từ. Dương Phạm đứng dậy, đưa ra lời cáo từ đối với viễn cổ cự thạch tinh viễn cổ cự thạch tinh nào nào toát ra ý không muốn ở chúng đến hai ngày dương phạm đã mang tới cho nó một cảm giác thân cận người vẫn còn có yêu cầu gì nữa dương phạm lại kinh ngạc viễn cổ cự thạch tinh suy nghĩ một lát biểu đạt ý tứ của mình đối với dương phạm đồng thời đi trước dẫn đường dẫn đường dương phạm lại cảm thấy khó tin viễn cổ cự thạch tinh vung tay lên lại cầm dương phạm ở trong lòng tay dương phạm cũng không phản kháng trong cảm quan lại không có thấy địch ý gì chỉ là một loại thân thiết ài như vậy có thể không ổn đâu dương phạm lắc đầu viễn cổ cự thạch tình nghe thấy như vậy đưa dương phạm đặt lên trên vai của nó dương phạm lại cảm thấy vui mừng khoái hoạt cứ như vậy ngồi trên vai của viễn cổ cự thạch tình người muốn đưa ta đi đâu dương phạm lại cười cười viễn cổ cự thạch tình nói cho hắn đây là một nơi rất trọng yếu Cựu thạch tinh mang theo dương phàm độn tới một nơi đại khái sau thời gian nửa chén trà nhỏ giữa cục đá trồi lên trên mặt đất dương phàm ngưng mắt nhìn phát hiện ra trước mắt là một phủ đệ hoàn toàn được cấu thành từ băng thạch màu lam bốn phía phủ đệ cấm chế tầng tầng làm cho người ta run sợ dựng tóc gáy toàn bộ phủ đệ này cấu thành từ băng thạch màu lam phóng ra một cố hàn ý tận xương vậy chẳng lẽ đây chính là kỳ thạch cấm phủ trong truyền thuyết đúng lúc này Dương Phạm nghe được phía sau chuyển tới một tiếng bình khí va chạm. Quay đầu vừa nhìn, phát hiện ra ở trong một hẻm núi đi thông vào trong phủ đệ, mấy trăm tu sĩ đang đánh với con. Cổ thụ tinh. Không có cổ thụ tinh hóa hình kỳ, phe tu sĩ nhân loại đã rất nhanh chiếm cứ được ưu thế tuyệt đối, giết chết được cổ thụ tinh hoặc đánh bay. Thấy như vậy, trong mắt của viễn cổ cự thạch tinh lại lộ ra địch ý. Dương Phạm đưa tay vỗ vỗ cái đầu của nó, rồi lại thở dài. Đây là việc không thể nào tránh khỏi được. Viễn cổ cự thạch tinh lại thu liếm địch ý Nhưng mà ở trên mặt có vài phần bì thường Đúng lúc này Phần đông tu sĩ tinh anh các thế lực Nơi cực bắc đều đã bay tới lối vào trong động phủ Khi mà bọn họ nhìn thấy viễn cổ cự thạch tinh khổng lồ trước mắt Sắc mặt đều là biến đổi Càng thêm làm cho bọn họ giống như muốn rớt con mắt ra Chính là ở trên người viễn cổ cự thạch tinh này Thực sự có thể so với nguyên ảnh đại tu sĩ Nhưng mà không ngờ có một thanh niên đang nhò nhã ngồi trên vai Thanh niên đó Nhìn qua cũng chẳng qua chỉ là tu vi ngưng thần kỳ, Chẳng lẽ người này lại chiếm được một sự yêu ái của viễn cổ cự thạch tinh? Tù sĩ đi tới, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng mà lại không dám tự tiện động thủ. Dương Phạm lại chỉ cười mỉm nhìn bọn họ, đồng thời trong lòng của hắn cũng đang cân nhắc. Viễn cổ cự thạch tinh lại nói cho Dương Phạm, cầm chê tứ phía của động phủ này có thể đột phá được. Nó thậm chí biết được địa hình trong động phủ, bởi vì trước khi động phủ nơi này được kiến tạo thành, nó đã tồn tại rồi. Ngay khi mà Dương Phạm trao đổi cùng với viễn cổ cự thạch tinh, những tu sĩ nguyên anh cường đại giống như băng u công chúa nam tử huyền y cũng đã đều chạy tới lối vào của phủ đệ khi mà bọn họ nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng đã hồi sững người là người nam tử huyền y cũng chính là bắc cực tông chủ lập tức nhận ra dương phạm lúc trước đã gặp phải băng phách tông hắn đã từng lưu ý tới dương phạm rồi đôi con mắt màu xanh lam của băng u công chúa cũng dõi theo hắn chỉ cảm thấy dường như đã từng gặp qua người này chỉ vẹn vẹn là một tu sĩ ngưng thần kỳ không ngờ có thể móc nối quan hệ với viễn cổ cự thạch tình, quả thực không thể nào tin được. Phía dưới, chúng tu sĩ đều lên tiếng nghị luận. Sau một lát, một thanh niên ma đạo lãnh khốc bay vụt tới, cũng mang theo một cỗ ma uy kinh thế hái tục. Chúng tu sĩ đều đưa mắt nhìn, còn người bắc cực tông chủ lại co rút lại, trên mặt lộ ra một vẻ kiêng kỵ và thống hận. Đồng thời, chúng tu sĩ bằng phách tông cũng đã chạy tới trước lối vào của kỳ thạch cấm phủ khi mà đám người lam bảo quái nhân nhìn thấy viễn cổ cự thạch tình đều là sắc mặt biến đổi Dương Đào Hiếu. Lâm Thanh liếc mắt một cái thấy được Dương phàm lại lộ ra một vẻ mặt mừng như điên. Thực sự là Dương phàm sao? Hắn thực sự lại không chết. Liệu Tuyết Cầm lại kinh ngạc đến cực điểm. Trong đôi mắt sáng của tần tiên tử nở rộ ra một tia sáng kỳ dị, vẻ mặt của nàng ngạc nhiên, vui mừng. Hắn chẳng những lại không chết, lại còn trở thành đồng bọn với viến của cự thạch tinh. Đó, ta đã từng nói rồi mà, hắn sẽ không bao giờ chết dễ dàng đâu, tuyệt đối là không. Lâm thành mừng rỡ như điền tảng đá lớn treo ở trong lòng cũng đã hạ xuống. Giờ phút này, tình cảnh Dương phàm ngồi ở trên viễn của cự thạch tình, kinh sợ chúng tu sĩ của cực Bắc. Cái gì cơ? Tu sĩ ngưng thần kỳ. Theo như lời của các người, chính là người này. Làm bà quái nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt có chút khó coi. <laughs> cự thạch tinh nho nhỏ, lúc trước để cho người chạy thoát. Vậy xem lần này bổn tọa lắm thế nào mà thu thập được ngươi bắc cực tông chủ lại cười dài một tiếng hóa thành một đường cong mỹ lệ ép tới viễn cổ cự thạch tinh người khá có lẽ sợ hãi viễn cổ cự thạch tinh nhưng mà hắn nắm giữ bắc cực tử quang lại không hề sợ hoàn toàn có thể khắc chế được cự thạch tinh này dương phạm lại thần sắc chấn định thì thầm vài câu bên tai của viễn cổ cự thạch tinh viễn cổ cự thạch tinh lập tức cầm dương phạm trên tay lại chợt quanh thân viễn cổ cự thạch tinh lưu chuyển ra hào quang màu đồng sáng bóng một cố trọng lực lớn lao ép trên người của bắc cực tông chủ từ quang quanh thân của Bắc Cực tông chủ lóe ra một cỗ cực trang kỳ dị chống lại với cỗ trọng lực này. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, Bắc Cực tử quan của hắn cũng đủ để ứng phó với cỗ trọng lực như vậy. Nhưng mà đột nhiên, uy lực của cỗ trọng lực đè lên trên người của hắn đột nhiên lại mạnh thêm một nửa. Từ quang quanh thân của hắn tán loạn, thân thể rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, phun ra một búng máu. Chuyện gì thế này? Làm sao có thể? Bắc Cực tông chủ rất khó tin cố trọng lực cường mạnh kia đã ép hắn phải gắt gao ở trên mặt đất nhúc nhích đều là cực kỳ cố sức viễn cổ cự thạch tinh nhấc bàn tay lại đột nhiên vùng ra bóng đèn rất lớn vùng lên cuồng phòng giận dữ cuốn tới mắt đã thấy sắp đập trúng hắn nếu như bị một kết như vậy đập trúng cho dù là thần thông của hắn mạnh hơn vài phần cũng khó có thể may mắn thoát được bắc cực tông chủ lại xít kinh sợ rít gào từ nguyên lực ở trong cơ thể đột nhiên lại bùng nổ thân thể của hắn hóa thành một chùm những tia màu quang miễn cưỡng nhảy lên trên mấy chục trường đánh thoát ra một trường kinh thiên động địa lấy khí tức rất lớn như là núi của viễn cổ cự thạch tinh một trường này đập xuống cho dù có là hóa thần kỳ cũng không có dám chính diện chịu đòn bắc cực tông chủ gian nan tránh thoát khỏi nguy cơ trong mắt đầy những vẻ khinh thường trong lòng không thể nào hiểu được thần thông trọng lực của viễn cổ cự thạch tinh khi nào mà trở nên mạnh mẽ như thế ngay cả bắc cực tử quang của hắn được xưng là có thể khắc chế đại bộ phần thần thông trong thiên hạ đều không thể nào chống lại. Bắc cực tông chủ đã bị thua, khiến cho mấy trăm tu sĩ toàn tràng khiếp sợ vô cùng. Viễn cổ cự thạch tình lại cất đi, cất bước đi lên trên một bước, mỗi một bước đó đất dùng núi chuyển, khiến cho mọi người sợ hãi không hiểu. Ngay cả băng u công chúa, ở trong con ngươi mổ lam kia cũng lóe ra một vài kinh ngạc và kiên kỵ. Đột nhiên, viễn cổ cự thạch tinh lại nhấc một cây chân lớn, hung hăng rậm xuống đất. Đại địa vỡ ra, lại thêm một rãnh sâu không thấy đáy lan tràn ra trăm trường rộng đến hai ba trượng, kinh khủng và đáng sợ. Chúng tu sĩ toàn trang lại không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Chị nói về lực lượng hình thể, cái gì mà nguyên anh hóa thần đều sẽ phải dẹp sang một bên. Chỉ một cước như vậy đều đã chấn kinh đến mấy trăm tu sĩ toàn trường. Thấy hiệu quả đã đạt được, viễn cổ cự thạch tinh lại đặt dương phàm lên vai bộ dạng rất cẩn thận. Trên mặt của dương phàm mang theo ý cười. Hắn mặc dù không ra tay, nhưng mà hồn căn lực lại ngầm giúp viễn cổ cự thạch tinh. Nếu như không công kích bằng thần thông trọng lực vừa rồi cũng khó có thể bị đánh, đánh bị thương bắc cực tông chủ, thực lực sánh ngang với nguyên ảnh đại tù sĩ. Khuyết điểm của viễn cổ cự thạch tinh là thân thể cứng rắn cực điểm, nhưng mà tinh hồn cùng với thân thể đã bị trói chặt dung hợp, không thể nào có nguyên thần của mình. Mà hồn căn của Dương Phàm vừa lúc bù lại chỗ thiếu hụt. Hiện tại, Dương Phàm không cần phải ra tay, cũng không muốn ra tay. Bởi vì giờ phút này, lấy hồn căn huyền ảo tương dung với cự thạch tinh, Khí lực như núi, hình thành một trạng thái hoàn mỹ nhất, tổ hợp vô địch. Cho dù có hóa thần kỳ đếch thần tới, cũng sẽ không có muốn chính diện đối kháng với cố lực lượng như vậy. Hết trường Trường 577, thu phí qua đường Bác cực tông chủ tái mật khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn lại không hiểu, viến cổ cự thành tinh, giờ phút này tại sao lại uy lực thần thông tăng mạnh ngay cả bắc cực tử quang của hắn vẫn là tự hào, đều không thể nào áp chế được. Dương Phạm ở trên vai của cự thạch tình, bộ dạng cười tủm tỉm. Hai trường lão nguyên anh của băng phách tông đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại vội vàng gọi đám người liễu tuyết cầm đi qua hỏi tình huống. Liễu tuyết cầm lại cố gắng chấn định, mang theo tần tiên tử cùng với lâm thành đi qua. Đối mặt với viễn cổ cự thạch tinh kinh sợ và vô địch, liễu tuyết cầm lại tức thì cảm thấy sự nhỏ bé của mình, mà nam tử kia nhìn không thấu trước mắt, nhưng mà không ngờ lại ở chung với nó hết sức hòa hợp tần tiên tử lại nhìn dương phàm trong mắt có chút phức tạp đối phương lấy tu vi ngưng thần kỳ xuất hiện thủy chung không lộ ra chút sơ hở vậy thì làm cho người ta nhìn không ra sâu cạn của hắn chúng tu sĩ bằng phách tông đi theo có một số điều nhận biết dương phàm chỉ là giờ phút này đã cảm giác đối phương càng ngày càng thần bí và khó lường tóm lại đó là một nhân vật bí ẩn lâm thành lại tự nhiên đó là ngạc nhiên và vui mừng mà nam tử họ phương thủy trung lại bị ám toán dương phàm lại dùng mình một cái giờ phút này trong lòng của hắn lại là một trận vô lực mỗi khi mà hắn cho rằng dương phàm đã cựu tự nhất sinh đối phương lại sống sờ sờ trước mặt hai lần trước cũng thôi nhưng mà lần này quả như là kinh thế hái tục bị khe đất nứt hút đi chẳng những vẫn còn sống đi ra lại còn đặt được quan hệ với viễn cổ cự thạch tinh thực lực kinh sợ quần hùng ngay cả bắc cực bắc cực công tông chủ cường đại không thể nào chiến thắng đều đã bị đánh thường giờ khắc này phần đông tu sĩ tại đây không có bất cứ một người nào dám chống lại viễn cổ cự thạch tinh lúc này thực sự thực lực đã tới đỉnh mà dương phạm thì đã trở thành một tiêu điểm ánh mắt của mọi người nhưng mà người này không ngờ chỉ là một tu sĩ ngưng thần kỳ nhỏ bé như một con kiến vậy hai trường lão nguyên anh của băng phát tông lại không tiện ra mặt đành phải phái liễu tuyết cầm đi qua thương nghị với dương phạm dương đạo hiếu người đã không phải là mất tích lần đầu có thể nói cho ta biết hiện tại rốt cuộc là tình huống thế nào không khóe miệng của liễu tuyết cầm mang theo một tia chua sót đối với dương phạm nàng cũng càng cảm thấy vô lực Hành trình kỳ thạch lâm lần này, Dương Phạm đã không phải là lần đầu tiên khiêu chiến tư duy của mọi người. Không chờ đợi Dương Phạm lên tiếng, trong bốn con mắt của viễn cổ cự thạch tinh chợt lóe ra hàn quang, một chân lại dẫm mạnh lên trên mặt đất. Mặt đất lắc lư một hồi, cũng đã nứt ra một cái khe sâu không thấy đáy. Liệu Thuyết cầm lại sợ tới mức mặt không một chút máu, Tần Tiên Tử cùng với Lâm Thành cũng là giật mình, một luồng khí lạnh xông thẳng vào trong tâm thần. Viễn cổ cự thạch tinh lại gầm gừ một tiếng, dường như nó cho rằng ngôn ngữ liễu tuyết cầm quá mức tùy tiện rồi lại thị uy cảnh cáo nàng nếu như không đối với thực lực của nó muốn giết chết mấy người trong mắt dễ như trở bàn tay không tốt rồi tuyết cầm có gì đó nguy hiểm nữ trưởng lão họ liễu hồ nhỏ một tiếng thần sắc biến đổi kịch liệt muốn đi qua cứu viện chờ một chút làm bà quái nhân lại ngăn nàng ấy lại người quan tâm sẽ bị loạn xem tình hình trước mắt cự thạch tên kia lại không hề có sát ý hơn nữa cho dù là hai chúng ta đi qua Là cũng không tạo nên tác dụng gì cả Ngay cả bác cực tông chủ đều là gian nàn chạy chối chết Vậy thì huống chi đáo người Nguyên Anh bình thường như bọn họ Này to con Bọn họ là bằng hữu của ta Động tác hãy cẩn thận một chút Dương Phạm lại ngồi trên vai của viễn cổ cự thạch tình Lại cười nói với nó Viễn cổ cự thạch tình nghe thấy như vậy Địch ý ở trong mắt liền biến mất Khôi phục lại bộ dạng ngoan hiền cả người vô hại Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt của mọi người mỗi người lại kinh ngạc không hiểu được, rồi lại hâm mộ ngạc nhiên thán phục. Không nghĩ tới, viễn cổ cự thạch tinh thực sự lại đáng sợ như vậy ở trước mặt của Dương Phàm nhưng ngoan ngoãn như vậy. Ba người liễu Thuyết cầm thoải mái thở ra một hơi. Dương Đạo Hiếu, có thể nói rõ tình huống và ý tưởng của ngài một chút. Liễu Thuyết cầm lại cẩn thận nói. Ý tưởng gì? Dương Phàm nào nào? Là thế này, hiện tại tu sĩ các thế lực lớn của cực Bắc đều đã chuẩn bị muốn tiến vào trong kỳ thạch cấm phủ. Tần tiên tử có một chút ngượng ngùng xấu hổ hiên thấy. Muốn vào thì vào, đâu có liên quan gì tới ta. Dương Phạm nhún vai. Trên thực tế, ở trong lòng của hắn có một câu chưa nói, ai không muốn đi vào. Nhưng... Khôi mặt của tần tiên tử đỏ lên. Có lời gì ngươi cứ nói thẳng. Trên mặt của Dương Phạm lộ ra một tia cổ quái. Tần tiên tử cùng với liễu tuyết cầm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt lại nhìn sang Lâm Thành dường như không sao dám nói. Lâm Thành lại ngần người dày lát, rồi mới ngượng ngùng cười. À, Dương Đạo Hiếu à, ý tứ của bạn họ đó là người đã chắn mất lối vào rồi. Lời này vừa dứt, một số tù sĩ các thế lực lớn cực bắc đều có một chút xấu hổ. Viễn cổ cự thạch tinh chắn ở trước lối vào của kỳ thạch cấm phủ, tự nhiên là một ngọn núi lớn, ai mà đi qua nổi. Chứng kiến thần uy vừa bày ra của chúng tù sĩ cầm như hến, ai muốn mạnh mẽ mà xông qua, vậy thì còn không bị viễn cổ cự thạch tinh một phát một vỗ chết sao? À. Thì ra là vậy sao? Dương Phạm về mặt hiểu ra, hắn cũng vừa mới bị viễn cổ cự thạch tinh mang tới đây, thậm chí vẫn còn chưa rõ được thế cục. Ý tứ của các người có phải là bảo chúng ta tránh ra một chút, để cho các người dễ dàng đi vào? Dương Phạm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua liễu tuyết cầm cùng với mấy trăm tu sĩ phía sau. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng cường giả phía sau liên tục gật đầu. Dương Phạm hiện tại lại có viến cổ cự thạch tinh làm chỗ dựa, không người nào địch được, bọn họ không thể nào trêu chọc nhưng mà có thể hòa bình hiệp thương. Viễn cổ cự thạch tinh lại giận dữ, giết cào lên một tiếng, thanh âm trầm thấp kinh người, khiến cho phần đông tu sĩ khí huyết nhộn nhạo, vẻ mặt hồi hộp. Hiển nhiên, viễn cổ cự thạch tinh này có thi trí tuệ nhất định, cảm thấy bất mãn với yêu cầu của mọi người. Dương Phạm vội vã xoa dịu, khiến cho viễn cổ cự thạch tinh lại lắng lẽ cơn giận trong ngực. Vì đào hiểu này, nếu như người có thể trao đổi cùng với viễn cổ cự thạch tinh, vậy thì không ngại nói chuyện với nó, có thể hợp tác cùng nhau tiến vào trong kỳ thạch cấm phủ không? Đúng lúc này, một giọng nói nữ tuổi trong trèo và lạnh lùng dễ nghe, chuyển tới. Lên tiếng nói chính là băng u công chúa. Dưới phụ trợ của Lam Tinh huyền băng nạc bảo, nàng ta có vẻ thánh khiết động lòng người, nhưng mà cũng có một loại lạnh lùng kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Khi nàng ta nói chuyện, tù sĩ còn lại đều im lặng. Trong số mọi người tại đây, trừ bắc cực tông chủ ra, vậy thì thực lực băng u công chúa là cường đại nhất. Mà băng u công chúa này lại là trực tiếp đóng băng tuyết liên vực dẫn dắt phần đông cường giả dạ, không có so được với bắc cực thần tông chỉ có một người tới xin công chúa hãy chờ chút dương phạm vội vàng thấp giọng câu thông với viễn cổ cự thạch tình trên thực tế nói là câu thông không bằng nói dương phạm đang ra chủ ý viễn cổ cự thạch tinh đối với dương phạm nói gì là nghe nấy sau một lát câu thông xong dương phạm mới gật đầu nói với băng u công chúa ý của vị băng hữu này của ta kỳ thạch cống phủ không có chào đón người ngoài nếu như các người thực sự muốn đi vào cũng không phải là không thể. Nhưng mà chỉ là... Chỉ là cái gì? Sao mà của băng u công chúa trầm tĩnh như nước? Nếu như lại là tình huống bình thường, nàng ta căn bản khinh thường hạ tấm thần tôn quý giao lưu với một tu sĩ ngưng thần kỳ nho nhỏ. Là một người chỉ định thừa kế băng u cùng, nàng ta cao cao tại thượng, không có bao nhiêu người có thể lọt vào trong mắt xanh. À, chỉ là... Vị băng hiếu này của ta lại nói rằng nhất định phải nộp được phí qua đường. Dương Phạm lại làm ra vẻ giống như rất khó xử. Sao? Phí qua đường. Mấy trăm tu sĩ toàn trang ồ lên, kinh giận đan sen. Việc này thực sự đã có chút quá đáng. Này, cái này có phải là quá vui sỉ một chút không? Trong đầu của Dương Phạm thì nghĩ như vậy, ngoài mặt thì vẫn tỉnh bơ, trên mặt là còn giả ra một bộ vẻ. Bộ vẻ mặt thật vô tội. Thực sự là đáng giận mà. Tình ngàn cường giả các thế lực lớn bằng tiền băng tuyết tiên vực chúng ta hội tụ lại sao có thể bị một thạch tinh uy hiếp được trong đám người có một người xúc động phẫn nộ dâng trào nói viễn cổ cự thạch tinh giận dữ lại nắm lấy dương phòng trong tay thân hình đột nhiên chúi về phía trước một cố uy áp mơ hồ trên cả nguyên ảnh ép tới chúng thủ sĩ cường giả biến đổi sắc mặt đồng thời một cố trọng lực làm cho người ta khó thở ầm ầm buông xuống làm cho người ta bước đi gian nan kỳ diệu chính là cố trọng lực này càng phản kháng lại thì nó càng cường đại Vậy cho nên, bất kể là ngưng thần kỳ, trúc cơ kỳ hay là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ đều phải có cảm giác cố sức vô cùng. Vì bằng hữu này của ta nói, trừ khi là hóa thần kỳ trong tu sĩ nhân loại, còn nếu như không, nhất định là phải nộp phí qua đường. Dương Phạm lại truyền đạt một hồi. Vậy phí qua đường là bao nhiêu? Một lão già nguyên anh một phái nào đó cũng hỏi. Toàn tràng lại là một mảnh im lặng lắng nghe. Dựa thành nhân số tính toán, mỗi người lại phải nộp một khối linh thạch thượng phẩm. Dương Phạm thông thả ung dung. một khối linh thạch thượng phẩm. chúng tôi sĩ bậc cao nguyên anh tại đây thân sắc hơi đổi nhưng mà chẳng có phản ứng gì quá lớn. mà đám người kim đàn và chút cơ còn lại đều không khỏi giận dữ mắng to. một khối linh thạch thượng phẩm đối với bọn họ mà nói quả thực rất là nhiều. lời nói vừa ra những người dưới kim đàn kỳ ở đây về cơ bản đều đã từ bỏ. Dương Phàm lại âm thầm cười lạnh. tôi về không tới bậc cao tiến vào trong động phủ thì khác gì đi, 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 tìm chết từ nơi viễn của cự thạch tình hắn đã biết được ở trong kỳ thạch cấm phủ cấm chế tầng tầng có một số nơi hiểm cảnh chúng tu sĩ bậc cao tại trường lại thương nghị một chút cuối cùng đều đã đồng ý với yêu cầu này nộp phí qua đường cũng được nhưng là viễn của cự thạch tình nhất định là phải toàn lực hợp tác giúp đỡ cho chúng ta phá bỏ cấm chế bên ngoài động phủ bằng u công chúa lãnh đạm nói đối với bậc cao nguyên anh mà nói một khối linh thạch thượng phẩm không còn tính là xa xỉ. Đối với bậc cao kim đan mà nói, có một chút nhiều nhưng mà vẫn ở trong phạm vi có thì chịu đựng được. Đó là tự nhiên rồi, vì bằng hiểu này của ta sẽ dẫn các ngươi vào trong động phủ. Dương Phạm lại cười dài. Hắn tự biết không có khả năng độc chiếm lợi ích ở trong kỳ thạch cấm phủ, dù sao thì rất nhiều cường giả cực bắc như vậy, giống như con hổ rình mồi, cứ nhìn chằm chằm. Nếu đây như vậy, trước khi tiến vào bên trong kỳ thạch cấm phủ, cứ bắt chạy bọn họ một phen đã. Sau khi thấy Dương Phàm đáp ứng, tu sĩ tính toán tiến vào trong cấm phủ đều là lấy linh thạch giả. Sau khi kiểm tra sơ sơ, cuối cùng tổng cộng là 67 khối linh thạch thượng phẩm đang rơi vào trong tay của Dương Phàm. Đây chính là 67 khối linh thạch thượng phẩm đó. Một khối linh thạch thượng phẩm ít nhất là trao đổi được một vạn khối linh thạch hạ phẩm. Nói cách khác, Dương Phàm lại một lần vô vết được 60 bạn 67 vạn linh thạch phổ thông, có thể đủ để khiến cho bất cứ một cường giả nào phải động tâm. Lại có một bộ phận tu sĩ nghi ngờ không phải là viễn cổ cử thạch tên muốn phí qua đường sao? Vậy tại sao lại rơi vào trong tay của ngươi? Dương Phạm về mặt nghiêm nghị, lại đàng hoàng nói. Linh thạch này đối với vị bằng hữu của ta, trợ giúp không lớn. Vậy cho nên nó tính toán đem sư linh thạch này trước đó gửi ở chỗ của ta. Mọi người nghe như vậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tới lúc này, bọn họ làm sao mà còn không rõ, cái gọi là phí qua đường, khẳng định là chủ ý của Dương Phàm nếu không lấy trí tuệ của viễn cổ cự thạch tinh hơn phân nửa là sẽ không biết cái gì gọi là phí qua đường càng thêm không thể nào nghĩ ra cái chuyện này được tóm lại mọi người đều hận dương Phạm ngứa rằng về mặt không cam lòng nhưng mà đối mặt với viễn cổ cự thạch tinh cao như núi lớn bọn họ cũng chỉ dám giận nhưng không dám nói gì ta lại không tin tiểu tự này lúc nào cũng ở một chỗ với viễn cổ cự thạch tinh chỉ cần hắn một mình đi hm, để xem cũng có một số bộ phận tu sĩ lòng mang ý xấu tính toán trở sau khi dương phạm tách ra khỏi viễn cổ cự thạch tình sẽ tiến hành âm mưu trả thù hắn hết trường chương 578, vạn hàn băng phách dịch sau khi thu ví qua đường tài sản của dương phạm lại dày thêm vài phần trong lòng của hắn tự nhiên lại sảng khoái tuy nhiên hành động này của hắn cũng đã đắc tội với tủ, chúng tù sĩ toàn trường không ít cường giả đối với hắn hận đến ngứa rằng, giận nhưng mà không dám nói gì Tần tiên tử lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng nàng ta cũng là không tính toán tiến về trong kỳ thạch, cấm phủ, tu vi không đạt tới bậc cao, tự mình hiểu lấy, vẫn là còn có. Hơn nữa một khối linh thạch thượng phẩm, nàng ta cũng khó có thể chịu được. Nếu tiết cầm cũng nộp một khối linh thạch thượng phẩm, nếu như không phải là nhận biết dương phàm, thì chỉ sợ đồng dạng cũng là tức giận và không cam lòng. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, trong lòng của nàng ngược lại có một chút tự hào. Mà Lâm Thành lại càng bội phục ngũ thể đầu đại, không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy, Dương Phạm lại có thể vừa vét chúng cường ra bậc cao một khoản. Sau khi đã thành hiệp nghị chung, Dương Phạm cùng với viễn cổ cự thạch tinh, cùng với chúng cao tầng băng tuyết tiên vực chính thức liên phủ. Trước khi phá vỡ cấm chế của trận pháp, hai bên đã có quan hệ liên minh. Theo sau đó là một đoàn người 67 người đi vào chức động phủ toàn thể từ băng thạch màu làm tạo thành. Trận pháp cấm chế tứ phía, kỳ thạch cấm phủ hết sức cường đại. Thường thường, nếu như mạo muội sẽ gặp phải một cấm chế bắn ngược rất đáng sợ. Tuy nhiên, viễn cổ cự thạch tinh rõ ràng rất quen thuộc với trận pháp xung quanh cấm phủ, nó dẫn dắt mọi người tránh đi đến một bên mé lối vào. Công kích vị trí này sẽ không có nguy hiểm gì. Dương Phạm hỗ trợ truyền đạt. Trên thực tế, lấy cảm quan hồn căn thấm nhuần vào đại địa của hắn thì chỉ cần cẩn thận mà thăm dò cũng có thể nhìn ra một chút sơ hở. Viễn cổ cự thạch tinh lại dẫn đầu, một quyền hung hăng oanh kích đến khu vực đó ngay lập tức một vùng nguyên bản hư vô lập tức lắc lư mãnh liệt lấy ra một cỗ màu làm sáng loáng một cỗ phản lực đẩy mọi người lùi ra rất xa sắc mặt của chúng tu sĩ hơi đổi rồi lại trượt lộ ra vẻ vui mừng mặc dù cho dù có một chút lực phản chấn nhưng mà ít ra không khiến cho sát trận công kích của cấm phủ phát động theo phía sau dưới sự chỉ dẫn của viễn cổ cự thạch tinh chúng bậc cao liên thủ tiến hành oanh kích khoảng trống trước mắt về phần mấy trăm tu sĩ bậc thấp phần lớn đều là tự hiểu lấy mình không có tính toán đi vào bị chúng bậc cao liên tục oanh kích mẫu làm sang loáng ở nơi khoảng trống đó chậm rãi trở nên ảm đạm nhưng mà chỉ cần công kích tạm dừng hoặc là hơi yếu đi một chút trận pháp này sẽ tự động bổ sung năng lượng ước chừng sau nửa canh giờ chỉ nghe đến crack một tiếng trận pháp nơi hư không kia đã bị đánh ra một lỗ hổng lớn tất cả mọi người đều vui vẻ có thể có công hiệu như vậy không thể nào bỏ qua công của viễn cổ cự thạch tình theo sau, trận pháp đã bị tiến thêm một bước nữa mở rộng. Hai trường lão nguyên an của băng U cùng lấy ra một cái trận bàn, cắm ở lỗ hồng của trận pháp. Chờ có một đạo ánh sáng màu lam hình bán cầu, chống đỡ cái lỗ hồng này, ngăn cản lỗ hồng trận pháp mai phục. Dương phẩm lại không khỏi, nhìn thêm vài lần, phát hiện ra trận bàn kia đã được khảm mấy khối linh thạch thượng phẩm. Trong quá trình chống lại, cựu đại trận. Năng lượng của linh thạch ở trong trận bàn này sẽ không ngừng tiêu hao. Hẳn là có thể kiên trì được nửa ngày Một miếng vụ diễm lệ của băng u cung nói Mà lúc này Lỗ hồng toàn trận Đã phá lớn đến hai ba trường Có thể rồi Dương Phạm gật đầu Dứt lời Hào quang sáng bóng màu đồng quanh thân của viễn cổ cự thạch tinh co rút, thân thể bỗng nhiên lại thu nhỏ. Từ cao mười mấy trượng, cuối cùng đã thu nhỏ lại còn có hai trượng. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, uy áp lực lượng tràn ngập ở trên người của viễn cổ cự thạch tinh cũng không hề giảm đi. Dương Phạm lại ngồi trên vai của viễn của cự thạch tình Bị nó mang vào bên trong trận pháp Tù sĩ còn lại phản ứng rất nhanh Những người này từng người nhảy vào trong Tổng cộng đến 76 người 67 người đều là cường giả bậc cao Về phần tu sĩ bên ngoài Dương Phạm liếc mắt một cái Bậc cao kim đàn vẫn còn lại một vài tên ít ỏi Không cần để ở trong lòng Theo sau so mọi người bước lên trên bậc thang đại môn kỳ thạch cấm phủ Đại môn cấm phủ là đóng Hai bên mỗi bên đều là có một con băng kỳ lân màu lam trông rất sống động. Mọi người cẩn thận, không dám dễ dàng đẩy đại môn ra. Dương Phạm lại trao phúng cười, viễn cổ cự thạch tinh đi đến đẩy cửa, mở ra, sau đó hóa thành một đạo quang mang màu đồng chạy thẳng vào phía trong. Đuổi theo, đừng có làm cho hắn chạy thoát. Bà ngù công chúa quát lạnh lên một tiếng, dẫn đầu đuổi theo. Bóng người duyên dáng chắc tuyệt ở trong hư không nhoáng lên một cái, cùng đã biến mất ở trong viễn cổ cự thạch tinh. Bậc cao còn lại có thể đuổi kịp vào, còn không thì lại túm năm tụ bà hành độc. Thực lực đã tây nguyên anh kỳ, đương nhiên có năng lực làm độc hành hiệp, mà còn lại một số bậc cao kim đàn, ít nhất là 3 đến 5 người liên thủ. Đuổi kịp Dương phàm chỉ còn lại 4 năm người, trong đó bao gồm băng u công chúa, bắc cực tông chủ cùng với ba vị nguyên anh khác. Dọc theo đường đi, dưới dân dắt của viễn của cự thạch tình, mọi người lại gần như tránh né tất cả những cấm chế, chỉ khoảng nửa khắc sau, xâm nhập vào trong nội bộ của động phủ. Đến một lục, ở trung tâm của động phủ phía trước xuất hiện của một xuất hiện một thủy tinh chỉ màu làm lóng lánh sâu không thấy đáy giống như là một vực sâu trong thủy tinh chỉ này có một loại băng dịch trong suốt tản ra một cố lực lượng hàn xuyên thấu linh hồn phía trên thủy tinh chỉ là một băng ốc làm tinh cao lớn được chống đỡ bởi vì một cây cột cũng đã tỏa ra hàn khí làm lạnh làm cho người ta không dám vượt qua giới hạn vạn hàn băng phách dịch băng u công chúa lại nhìn chằm chằm chất lỏng trong thủy tinh trì mặt lộ ra dị sắc nửa mừng nửa lo vô cùng kiêng kỵ dương phàm không vọng động bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí rất nguy hiểm từ băng dịch này vạn hàn băng phách dịch đó là một chất lỏng khí hàn của nhân giới có thể đóng băng vạn vật càng có thể đóng băng được linh hồn vật này là một thứ cực kỳ nguy hiểm ở tu tiên giới tác dụng cụ thể của nó rất hiếm người biết ghi chép về băng dịch này dương phàm chỉ được đọc một chút Thiên địa linh vật bình thường, tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà hơn phân nửa là biết được tác dụng. Nhưng vạn hàn băng phách dịch này lại chính là một vật trí hàn trên thế gian, không cái nào có thể tới gần. Vậy cho nên cụ thể nó có tác dụng thế nào, trong sách cổ cũng chưa ghi lại. Dương Phạm lại thấy trên mặt của băng u công chúa có sắc mặt vui mừng, lại cảm giác nàng ta có thể biết được tác dụng của vạn bà, vạn hàn, băng phách dịch. Băng u cùng, dù sao cũng là một môn phái cổ xưa khi truyền thừa của thượng cổ lại là một thánh địa phần đông băng tu cực bắc hướng tới, biết nhiều một chút cũng là bình thường hơn. Vạn hàn băng phách dịch, không dám hy vọng xa vời, tuy nhiên băng ốc phía trên đều là dùng băng phách kỳ thạch để tạo thành. Một trong những người có một nam tử áo trắng cười dài. Đây là băng phách kỳ thạch, là kỳ thạch trong truyền thuyết cục của, của cực bắc sao? Dương Phạm lại đưa mắt nhìn chằm chằm và lam tinh băng ốc giống như mộng ảo. Lúc trước, cũng chính là vật này đã khiến cho tu sĩ tứ phương đều đổ xô tới. Nghe nói, kỳ thạch này tác dụng với băng tu rất lớn, phòng là băng tu có được vật này, ở trong một người nào đó lại không hề có thành tựu phi phàm. Băng phách, kỳ thạch này, sở dĩ xưng là kỳ thạch, bởi vì ở trong thạch này ẩn chứa hàn khí băng phách nghe người, nghe người, rất có ích lợi đối với băng tu. Càng trọng yếu hơn là, ở trong thạch này, ẩn chứa một cố lực lượng rất thần kỳ, có thể thúc đẩy được cảnh giới băng tu. Chỉ riêng lợi ích đối với băng tu Tác dụng của nó so với băng ngọc nhàm chắc chắn rõ rệt hơn. Nếu như để cho lưu ly hàn tinh xà cắn nuốt, có thể giúp cho nó sau này hóa hình kỳ, lại được tăng lên nhanh chóng. Trong lòng của Dương phàm sớm đã có tính toán. Hấp dẫn lớn nhất của băng ngọc nhàm đối với hắn đó là ngưng luyện ra thần thức, hy vọng tại nguyên an kỳ liền sẽ có được thần thức của hóa hình kỳ. Mà băng phách kỳ thạch này lại có thể gia tăng tốc độ tu luyện của lưu ly hàn tinh xà từ hóa hình kỳ đến hóa thần kỳ. Bóng dáng chợt lóe, nam tử áo trắng lúc trước lên tiếng cầm trong tay một thanh đoàn nhạc màu mỏng manh bay về phía lam tinh mổ màu xanh ốc dị biến này khiến cho mặt của đám người băng ua công chúa vẫn đang cẩn thận hơi biến đổi tuy nhiên bọn họ ngược lại kiềm chế tốt không ngại để cho nam tử áo trắng nguyên anh trung kỳ kia đi trước dò đường bóng trắng lóe sáng nam tử kia lại cầm đoạn nhận màu xanh ở trong tay đến gần băng ốc phát hiện ra lại không bị công kích Thần thức của hắn cũng không bắt giữ đến sự tồn tại của bất cứ một cấm chế nào. Thấy như vậy, sắc mặt của hắn cũng mừng rỡ, đoạn nhận màu màu xanh lại hóa thành một đạo hàn quang, cắt tới phía Lam Tinh trước mắt. Đoạn nhận trong tay của hắn chính là một kiện lợi bảo công kích thượng phẩm, rất sắc bén, cắt bằng phách kỳ thạch này khẳng định là không hề thành vấn đề. Một đạo hàn quang hình cong lóe lên, cắt thành một vết sách khó thấy bằng mắt thường ở trên đỉnh của Lam Tinh bằng ốc. Dường như mọi thứ đều rất thuận lợi nhưng mà khoảnh khắc đoàn nhận màu này cắn chúng với lam tinh bằng ốc đột nhiên lại cảm thấy một cố nguy cơ khó thở gần như cùng lúc đám người dương phàm lộ ra vẻ hoảng sợ hàn băng phách dịch ở trong thủy tinh chỉ lại giống như con linh tính dưới một cố lực lượng không thể nào điều khiển giống như bọt nước văng ra trong lúc nhất thời băng dịch văng ra khắp nơi không ổn rồi dương phạm đã cảm nhận được một nguy cơ trí mạng phản ứng của viễn của cự thạch tinh cũng rất nhanh thân hình của nó bỗng nhiên lại lui về phía sau, đồng thời vận chuyển thần thông trọng lực, khiến cho một ít vạn hàn băng phách dịch này bay xuống, đều là bị rơi xuống mặt đất. Có một dài, vài giọt, vạn hàn băng phách dịch này rơi xuống mặt đất. Chỉ trong một thoáng, dị biến đột nhiên xảy ra. Lấy khu vực, vạn hàn băng phách dịch này rơi xuống đất, làm trung tâm. Một cỗ hàn khí đông lạnh xương cốt đóng băng hết thảy mọi thứ ở trong phạm vi vài dặm. Cấm chế tứ phía của động phủ rung động, lực lượng ngược lại tăng rất mạnh mà chúng tu sĩ ở khu vực xung quanh đã bị dọa hồn phi phách tán. Có mấy vị tu sĩ kim đan trên mặt đất, mặc dù là cách xa vài dặm thân thể đã lập tức bị đông lạnh thành tượng bằng. Trong thời khắc mấu chốt này, hồn can ở trong người của Dương Phàm cùng với viễn cổ cự thạch tinh dung hợp. Viễn cổ cự thạch tinh không ngờ lại vượt ra khỏi lẽ thường, bay tới giữa không trung. Cho dù có như vậy, cố hàn khí đồng lạnh xương cốt dưới chân cũng giống như trước, khiến cho bên ngoài thần của cự thạch tinh ngừng kết ra một tầng băng sương mỏng sắc mặt của băng u công chúa đại biến trong lúc chân tay luống cuống nhưng mà lại có kinh hoàng nhưng không nguy hiểm mà gây ra hết thầy biến hóa này chỉ vẻn vẹn là một vài giọt hạt vạn hàn băng phách dịch như vậy nằm tự áo trắng thần nổi trên không của thủy thủy tinh trì thì sao chỉ thấy hắn tế ra một kiện băng giáp tỏa ra một cỗ băng mang màu trắng trói mắt ý đồ ngăn chặn vạn hàn băng phách dịch tới gần nhưng mà khi chất lòng này vừa tiếp xúc băng mang quanh thân của hắn đã bị hút đi một cách khó hiểu đồng thời lại là một cỗ xương lạnh lan tràn ra toàn bộ thân thể vừa mới bắt đầu chỉ là hai chân đóng băng cứng ngắc trong khi hoảng hốt hắn lại cắn răng vận chuyển pháp lực chân vỡ từ đầu gối trở xuống máu thịt vàng ra bộ phận nơi dưới đầu gối rơi vào trong thủy chinh, tinh tinh trì hắn lại nhân cơ hội thoát ra khỏi thủy thủy tinh trì nhưng mà hắn vừa ra khỏi chỗ này ở sâu trong linh hồn Còn một cỗ hàn ý lan tràn ra nguyên anh bị đóng băng hắn lại càng thêm kinh hãi thân thể đùng một tiếng rồi xuống mặt đất. Từ trong ra ngoài, đầu tiên là Nguyên Anh đóng băng, sau đó là thân thể. Chỉ đúng một vài hồ hấp, thân thể của hắn đau hóa thành một tượng băng. Từ lúc nàng tự áo trắng, đụng chạm vào băng ốc, đến khi mà bị đóng băng, toàn bộ quá trình này chỉ trong một vài hô hấp. Mà lúc này, phạm vi vài dặm đều đã đóng băng cả. Hơn nữa, cố hàn khí này còn lan tràn thêm một bước, thậm chí là mở rộng ra ngoài kỳ thạch cấm phủ thậm chí cố hàn ý này mơ hồ có xu thế khuếch trương lan tràn ra vô hạn. chẳng lẽ truyền thuyết là thật sao? động phù này ở thời kỳ thượng cổ đã từng mang đến tai nạn hủy diệt cho cực bắc. suy chút nữa nó đã đóng băng toàn bộ cực bắc rồi. trong con người màu lam của băng u công chúa cũng đầy những vẻ sợ hãi. hết trường. chương 579, phá cửa mà vào. nghe thấy lời nói kinh hãi của băng u công chúa. Dương Phạm lộ ra một vẻ mặt nghi ngờ. Đóng bằng toàn bộ cực bắc, thực sự nó đáng sợ vậy sao? Tuy nhiên, khi mà ánh mắt của hắn đào qua khu vực xung quanh, đã phát hiện ra đóng băng lan tràn ra vài dặm, hàn khí tăng thêm một bước khuất trương ra lan tràn. Nếu như vẫn cứ tiếp tục xu thế như vậy, không được bao nhiêu lâu nữa, toàn bộ kỳ thạch cấm phủ này đều sẽ bị đóng băng, thậm chí sẽ tiến thêm một bước nữa, toàn bộ kỳ thạch lâm đều sẽ có khả năng bị đóng băng hết. Mà dẫn phát ra hết thời biến hóa này chỉ là vẻ vẹn, vẹn một vài giọt vạn hàng bằng phách dịch ở trong thủy tinh chỉ, ngay cả phân lượng một phần trăm vạn đều là không tới. Dương Phạm hít sâu một hơi, giờ khắc này cũng đã mơ hồ hiểu rất được một vạn năm trước đây, những đại thánh tôn cực bắc tại sao lại bị phong bế nơi này. Nếu như vạn hàn băng phách dịch này ở trong thủy tinh, toàn diện bùng nổ, cho dù là không thể nào đóng băng toàn bộ cực bắc nhưng mà cũng đủ để mang đến tai nạn hủy diệt kịch biến ở trong kỳ thạch cấm phủ cũng chính là khi tức nguy hiểm khiến cho không ít bậc cao tiến vào trong phủ đệ phải nghe tin sợ mất mật còn một bộ phận bậc cao tự hiểu rõ mình dứt khoát lại rời ra khỏi kỳ thạch cấm phủ to con vòng quanh băng ốc này nhìn một chút xem dương phẩm thấp giọng nói bởi vì sự tồn tại của vạn hàn băng phát dịch này thần thức của hắn bao cùng cảm quan và hồn căn cũng là không dám tới gần thủy tinh chỉ viễn cổ cự thạch tinh lại phi hành trên bầu trời chuyển động một vòng quanh băng ốc trên thực tế, làm tình bằng ốc này lại hết sức cao lớn, cất chứa vài trăm người đều là không thành vấn đề. Lúc đi vòng vòng được một nửa, Dương Phạm liền đã thấy được một nơi nào đó tại bằng cốc. Bằng ốc có một cánh cửa. Hai góc khác cũng đã đều có một cửa sổ, dường như đó là đồ trang trí. Chỉ là dưới tình huống thần thức không dám thăm dò, mọi người lại không biết rõ tình huống cụ thể trong bằng cốc. Và vì bậc cao nguyên đàn, Nguyên Anh lại đứng lặng rất lâu đều là cảm thấy bó tay không có biện pháp. Dương Phạm lại đưa tay sờ mặt, lại đang suy nghĩ rốt cuộc là có muốn mạo hiểm như vậy không? Có thì khẳng định, lấy tu vi hiện tại của mọi người, chỉ cần bị vạn hàn băng phách dịch này dính lên, đều sẽ không có may mắn thoát được. Cho dù là hóa thần kỳ, đích thần tới đây sẽ không có ngoại lệ nào hết. Gió thổi qua, tự băng lúc trước, nằm từ áo trắng biến hỏa biến hóa thành bông tuyết bột phấn. Giờ phút này, gần đó lại tới bảy tám ngã cường dạng nguyên anh, thấy tình cảnh như vậy, đồng thời biến sắc. Lúc trước, nằm tử áo trắng kia sở dĩ dám ra tay cũng là bởi vì thực lực siêu phàm, tu vi đã gần tới nguyên ảnh hậu kỳ. Trong đám người này cũng lấy ra một thanh niên ma đạo, cao ngất và lãnh khốc. Hắn lại chính là Thạch Thiên Hàn. Nguyên lai Thạch Thiên Hàn thừa dịp một đoạn thời gian trước đó tuần tra một vòng các khu vực khác ở trong kỳ thạch cấm phủ, không hề có thu hoạch gì. Giờ phút này, còn lại trong kỳ thạch cấm phủ đều là những cường giả cấp cao. Nguyên lai, vạn hàn băng uyên trì trong truyền huyết dĩ nhiên lại là chân chính tồn tại. ngay lúc này một thanh niên mặc áo giáp màu đỏ như lửa trong đám người hồ lên. dương phạm đưa mắt nhìn chỉ cảm thấy trên người của người này có một cỗ khí thức hoàn toàn trái ngược với tù sĩ cực bắc. đó là một cỗ nóng rực đốt cháy linh hồn. tù vi của người này đã đạt tới nguyên anh trung kỳ tướng mạo cũng nhỏ nhã trong hai mắt lộ ra một vệt màu đỏ nhạt bộ dạng lại chừng hai ba mươi tuổi. dương phạm mơ hồ cảm nhận được áp lực thản nhiên trên người của kẻ này hắn lập tức lưu ý không nghĩ tới nam minh tông chủ cũng là tới đây tham dự náo nhiệt bắc Cường tông chủ lại liếc mắt một cái nhìn thanh niên giáp đỏ trên mặt lộ ra một vẻ kiên kỵ nam minh tông chủ mọi người tại trang đều đưa mắt nhìn theo thanh niên giáp đỏ con người của nam minh tông chủ đỏ ửng cùng với con người màu lam của băng u công chúa tạo thành đối lập rõ rệt băng u công chúa lại nhìn thấy người này hử lại một tiếng nhưng không nói gì dường như cũng nhận biết được đối phương. Nam Minh Tông Chủ sao? Như vậy người này chính là Tông Chủ của Nam Minh Huyền Tông, một trong tam đại tông phái cực Bắc. Dương phàm lại hơi giật mình. Tại nơi cực Bắc, hơn 90% tu sĩ đều là băng tù. Về phần hỏa tu dưới điều kiện tàn khốc như vậy, công pháp bình thường căn bản không hề có khả năng. Nhưng mà là Nam Minh Huyền Tông lại là một đại phái tu, tu luyện, truyền thừa duy nhất ở nơi cực Bắc tại nơi cực bắc này có một lời đồn nếu như gặp phải một hỏa tu hoặc là tử tu như vậy thì tuyệt đối không phải là hãng tầm thường từ tu tiên tự nhiên là không thể nào đến từ bắc cực thần tông hỏa tu tiên hơn phân nửa là ra từ nam minh huyền tông dương phạm lại mấy năm nay ở trong cực bắc cũng đã hiểu được nam minh huyền tông này đóng quân tại sông băng ác liệt ở bên ngoài băng tuyết tiên vực càng dưới điều kiện cực hàn cực viêm lực mà nam minh huyền tông này tu luyện ngược lại sẽ càng cường đại mà nam minh huyền tông này lại có một chiếc kiều ngạo được xưng là hỏa tông đệ nhất của đông thắng đại lục đối với điều này dương phàm lại không hề để trong lòng bắc cực thần tông có lẽ là có tư cách nói ra cái loại lời đó là một môn phái tu tiên truyền thừa hỏa tông ở đông thắng đại lục thực sự là rất nhiều nhưng mà có một loại thần thông nam minh lưu ly hỏa duy nhất nam minh huyền tông này mới có thể có cũng là nổi tiếng trên thế gian điểm này dương phàm đều đã biết được sơ sơ trong sách cổ theo như hắn tìm hiểu nơi cực bắc Nam Minh Lưu Ly Hòa cùng với băng U Hàn Cực Diễm của băng U Cùng đối kháng đến vô số năm, thậm chí là thời thời kỳ thượng cổ đã là những kẻ thù sống mãi. Bắc Cực Tự Quang, Nam Minh Lưu Ly Hòa, băng U Hàn Cực Diễm, ba thứ này đều đã được xếp vào trong ba thần thông mạnh nhất của cực Bắc. Không nghĩ tới hôm nay ở trong kỳ thạch cấm phủ cường giả thế hệ mới đang nắm giữ ba đại thần thông, nhưng mà không ngờ đã đụng phải cùng một chỗ. Sở dĩ nói như vậy, thế hệ mới chỉ là so về cực Bắc Tứ Thánh Tôn mà thôi kỳ thực bọn họ cũng là hạng người lớp cũ, tấn thăng Nguyên Anh rất nhiều năm. Vậy chẳng lẽ các ngươi thực sự là có chủ ý là đi tới vạn hàng băng Nguyên này sao? Nam Minh Tông chủ lộ ra một vẻ mặt khác lạ, rồi hắn lại khẽ cười. Bản Tông sẽ đi cho các ngươi một bước. Dứt lời, Hắn lại hóa thành một câu vòng lửa, biến mất ra khỏi tầm nhìn của mọi người, dường như hắn đã thực sự bỏ qua. Đối mặt với băng dịch trí hàn nhân nơi nơi này, ngay cả nam minh tông chủ đều đã từ bỏ có thể thấy được sự lợi hại trong đó thấy tình cảnh như vậy cường giả nguyên anh còn lại đều thở ra một hơi dài sau khi suy tính thiệt hơn Phần nửa đều đã lựa chọn lui lại nhưng mà tại đây cũng là có mấy người lơ lửng ở gần vạn hàng băng uyên thì lại không hề cam lòng không hề dễ dàng từ bỏ mấy người còn lại phân biệt là băng u công chúa bắc cực tông chủ thạch thiên hàn dương phạm lại ngồi ở trên vai của viễn cổ cự thạch tình ngược lại đã bị xem nhẹ ánh mắt của bắc cực tông chủ đào qua mấy người bên cạnh hàn băng uyên trì vẻ mặt đầy sự kiên kỵ là một tu sĩ bản thổ hắn đã tự biết được thực lực băng u công chúa cùng với mình là tương đương mà thái tiết hàn này không lâu đã giao thủ lại càng không cần phải nói vậy thì không biết các vị đạo hữu có biện pháp nào thu lấy băng phát kỳ thật không dương phàm mỉm cười băng u công chúa lạnh lùng nhìn hắn không lên tiếng bắc cực tông chủ lại đối với hắn có một chút đề phòng về phần thái thiên hàn từ đầu tới cuối sắc mặt của hắn vẫn như hàn băng ngàn năm không nói ra một lời ngược lại là băng u công chúa có một chút tò mò đánh giá thạch thiên hàn ở nơi cực bắc dường như lại không hề nghe nói tới có một kỳ mạng kỳ tài ma đạo như vậy cứ như thế mấy người này gần vạn, hàn băng uyên trì rằng co rất lâu cuối cùng vẫn là bắc cực tông chủ đề nghị liên thủ cùng với băng u công chúa bản tông chủ đoán là chỉ cần đụng vào trong băng ốc này sẽ xúc động tới vạn hàn băng phát dịch phía dưới vậy cho nên cắt băng phách kỳ thạch này rõ ràng là không thể nào thực hiện được. Cũng là không có ngại thử xem có thể tiến vào bên trong lam tinh băng ốc này không. Rất lời, hắn lại đưa tay chỉ về phía nơi vừa bị cắt. Chỉ thấy một vết rách lúc trước đã hồi phục lại như cũ, có thể thấy được trong đó là huyền cơ. Bà ngu công chúa lại sắc mặt không đổi nói. Người nói có đạo lý đó. Hai người lại thương nghị một lát, ánh mắt dần dần, dần trở nên ngưng trọng. Dương Phong lại chỉ cười mà nghe. Thành thiên hắn lại trầm mặc không nói lời nào. Dương Đạo Hiếu, đợi lát nữa chúng ta hành động, người có thể phối hợp cho viễn cổ cự thạch tinh thi triển ra thần thông trọng lực không? Bác Cực Tông Chủ lại cười cười nói, Ta chỉ có thể làm hết sức, nhưng mà vạn hàn băng phách dịch này không có nơi nào không vào, không thể nào hoàn toàn cam đoan được. Dương Phạm Thản Nhiên nói, Đạo Hiếu có thể phối hợp vậy là được, cộng thêm Bác Cực Từ Quang của ta, ít nhất là có thể áp chế nó vài lần. Bác Cực Tông Chủ lại cười nhàn nhạt, nhạt nói, Ba người thương nghị xong lại xếp thêm một hàng ngang đứng bên cạnh vạn hàng băng uyên trì chuẩn bị hành động dương đạo hiếu băng u công chúa ba người chúng ta liên thủ mà thanh niên ma đạo họ thạch này lại lai lịch không rõ nếu như hắn dám cướp đoạt thành quả ba người chúng ta trước tiên đưa hắn chém chết bắc cực tông chủ lại thần thức truyền âm đối với dương phàm cùng với băng u công chúa trong mắt hiện lên một tiền lạnh lẽo nếu như ba người bọn họ liên thủ ba loại thần thông hạng nhất liên thủ vào tuyệt đối có khả năng chém chết nguyên anh đại tù sĩ cho dù là nhân vật cấp cực bắc thánh tôn đích thần tới cũng là không sợ chút nào được dương phong gật đầu khuấy miệng lại nhấc lên một tia cười quỷ dị bằng u công chúa cũng đáp ứng cứ như vậy thái thiên hàn lập tức bị cô lập chưa từng có nhưng mà ở trên mặt của hắn mang thêm một tia cười lạnh trào phúng đảo qua ba người này không nói một lời động thú. bắc cực tông chủ rất lời từ trong tay phóng ra một cố từ quang màu bạc hóa thành một cái lưới lớn vô hình chụp lên trên vạn hàn băng uyên trì mà lại không đụng chạm đến lam tinh bằng ốc đoàn trường là một bầu không khí cấp bách sai một ly có thể gây ra hậu quả không thể tưởng tượng lam tinh huyền băng bào quanh thân của băng u công chúa phóng xuất ra một cố băng quang màu lam giống như thực chất làm ảnh lợi chật lóe lên xuất hiện ở trước đại môn của lam tinh băng ốc chỉ thấy trong lòng bàn tay của nàng bắn ra một chùm băng lam mông lung giống như mộng ảo lại khẽ khàng vỗ chúng đại môn ô. Khi mà nàng vô chống đại môn này, lại chỉ cảm thấy cực u bằng khí ở trong cơ thể của mình điên cuồng tràn vào trong cửa. Trong băng ốc màu lam này, phảng phất giống như là có một cỗ lực lượng, lượng cực kỳ thân cận tương tự với mình. Đúng lúc này, vạn hàn băng phách dịch phía dưới bắn lên, một cỗ hàn khí đông cứng linh hồn lập tức bị ập thẳng vào mặt mà tới, gần như đã khiến cho mọi người trong nháy mắt bị đông cứng máu. Còn không mau ra tay. Băng u công chối yêu kiều quát lên một tiếng, chỉ trong một thoáng, bắc cực tử quang bùng nổ, một cố lực lượng tại tràng vô hình lại ép tới vạn hàn băng phách dịch đang bắn tới. Mà vạn hàn băng phách dịch này quả thực là không có chỗ nào không vào, ngay cả tử quang màu bạc huyễn lệ giống như vậy, khi mà tiếp xúc với nó dường như đã bị đồng cứng lại, có vẻ vô lực. Tuy nhiên, bắc cực tử quang cũng đã ngăn cản được xu thế dâng lên của vạn hàn băng phách dịch. Gần như đồng thời, một cố lực lượng rất lớn lao từ trên ép xuống, áp chế vạn hàn băng phách dịch vẫn đang còn có xu thế dâng lên. Tình cảnh như vậy khiến cho ba người mừng rỡ. Ngay sau đó, giây lát, chỉ nghe đùng một tiếng, đại môn bằng ốc đã bị đẩy ra, bên trong phóng ra một cỗ hàn khí màu lam, mù mịt, lập tức đã ập thẳng vào trong mọi mọi người mà tới, bước băng u công chúa lui ra xa mấy trượng. Hoàn hảo, nàng con lam tình huyền băng bào, băng bào này ẩn chứa một cỗ lực lực rất huyền bí, dường như lại còn cường đại hơn với cổ bào bình thường. Đột nhiên, hư ảnh hình cung màu bạc chợt lóe lên rồi biến mất, xẹt qua trước người của băng u công chúa. Cái gì thế? Sao mặt của băng u công chúa đại biến, bác cực tông chủ cũng đang kinh hồ. Chỉ thấy một đạo ma quang cướp ba, cướp trước ba người một bước, chui tọt vào bên trong băng ốc kia, biến mất rồi không thấy đầu nữa. Hết trường. Trường 580, đóng băng ngàn dặm. Cho dù là băng u công chúa cùng với bắc cực tông chủ đã sớm có đoán trước, nhưng mà lại không nghĩ tới thạch thiên hàn to gan lớn mật như vậy. Cửa băng ốc vừa mở ra, tình huống bên trong vẫn còn chưa biết rõ ràng, liền đã trực tiếp lọt vào. Chắc là người này đã chuẩn bị từ lâu, hoàn toàn không hề sợ sinh tử. Người đừng có mơ. Bắc cực tông chủ dẫn dữ quát lên một tiếng, cũng đã bất chấp tình huống bên trong như thế nào, thân mình hóa thành một vệt sáng cong cong màu bạc lóe lên, cùng tiến vào bên trong băng ốc màu làm mịt mù. Băng u công chúa, cùng với viễn cổ cự thạch tinh cũng không hề thua kém một chiếc một sau bắn vào bên trong lam tinh bằng ốc đương nhiên dương phạm phải ngồi trên vai của viễn cổ cự thạch tinh hồn can dung hợp cùng nó tốc độ cũng không hề chậm hơn bọn họ bốn người một tinh quái vừa tiến vào trong bằng ốc chỉ thấy vạn hàn băng phách dịch phía dưới đã bị bắc cực tựa quang áp chế phụt lên ở trong đó từng giọt băng dịch lại là càng bắn ra bên ngoài băng uyên chỉ chỉ một thoáng lực lượng đóng băng lại tiến thêm một bước nữa lan tràn gần như đóng băng toàn bộ kỳ thạch cấm phủ hàn khí đáng sợ dùng chuyển toàn bộ kỳ thạch lâm phạm vi hơn ngàn dặm hơn nữa phạm vi đóng băng càng lúc càng lớn xem tình hình cho dù là có đóng băng ngàn vạn dặm cũng không phải là nói chơi giờ lúc này mấy trăm tu sĩ chấn thủ ở bên ngoài kỳ thạch cấm phủ đồng loạt kinh hồ không tốt rồi mắt thấy tầng băng đã lan tràn mọi người đều đã bay ra phía ngoài giờ cũng đã xảy ra chuyện gì thế đây chẳng lẽ là đại thần thông đóng băng ngàn dặm trong truyền thuyết trong đám người cũng có bậc cao nguyên anh lùi theo, hoảng sợ vô cùng. Rút lui, toàn bộ rút lui. Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có, tất cả những tu sĩ đều giống như con ong vỡ tổ phi ra bên ngoài. Không xong rồi, rừng đạo hữu vẫn còn ở bên trong. Lâm Thành kinh hồ, sắc mặt khẽ biến. Trừ ba người bắc cực đông chủ ra, tất cả cương giả nguyên anh đều đã phải rút khỏi rồi. Giờ phút này ngay cả hơn phân nửa kỳ thạch cấm phủ đều đã bị đóng bằng. Cho dù là bậc cao nguyên anh cũng không có khả năng sống sót đâu làm bảo quái nhân giọng điều hết sức khẳng định dường như tuyên án cái chết của dương phàm liễu tuyết cầm cùng với tần tiên tử liếc nhau trong mắt vẫn còn có một chút hy vọng dưới một loại tình huống nguy cơ hủy diệt tính đóng bằng ngàn giọng này ngay cả cường giả nguyên anh đều là không thể nào sống tốt vậy hắn có thể lại sáng tạo ra kỳ tích không liễu tuyết cầm lại không dám nắm chắc ở trong lòng của tần tiên tử cũng không yên lòng tuy nhiên ở trong lòng của bọn họ có một tia trở mong cuối cùng lại là thiên chân vạn xác dù sao trước đó, Dương Phạm đã quá nhiều lần khiêu chiến cực hạn tâm lý của bọn họ rồi, mỗi lần mất tích đều có thể sống sờ sờ đi ra. Không được, hắn sẽ không có việc gì cả, nhất định là có thể lại sáng tạo ra kỳ tích. Lâm Thành lại nắm chặt hai tay, trong mắt hắn lại tràn đầy sự hy vọng. Hừ, tất cả phải rút đi, lão phù nói là không có khả năng đâu, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ có hy vọng. Làm bà quái nhân lại hừa lại bật cười một tiếng, chỉ huy kêu gọi chúng tu sĩ kéo dán khoảng cách với kỳ thạch cấm phủ đóng bằng ngàn dặm sao? Xem ra sinh cơ của bọn họ quả nhiên là xa vời. ở ở gần kỳ thạch lâm, nam tử tông chủ mặc áo giáp đỏ ẩn nấp ở một nơi trong thạch lâm, thì thao lẩm bẩm. Khi mà lực lượng cực hạn lan tràn ra toàn bộ kỳ thạch lâm, ở trong băng ốc, cấm phủ cũng có một trận chiến đấu kinh tâm động phách. Băng dịch phun trào ra từ trong vạn hàn băng uyên trì cũng có một bộ phận dính lên trên lam tinh băng ốc, nhưng mà lại là dung nhập vào trong đó cũng có một bộ phận rất nhỏ, uy lực hóa thành khí lạnh khủng bố lan tràn vào bên trong bằng ốc. Mấy người vừa mới chui vào trong lam tinh băng ốc, máu gần như đã đọng lại, thân thể cứng đờ, chỉ lấy nhúc nhích đều đã thấy khó khăn vô cùng. Dưới tình huống như vậy, thân thể của bọn họ đã mất đi cảm giác, hành động khó khăn. Quanh thân của Bắc Cực Tông Chủ lấy lên một bào hào quang bài xích, đại bộ phận khí lạnh ra ngoài. Bằng ngủ công chúa, có một lam tinh huyền băng bảo hộ thân thể, hơn nữa bản thân băng tù lại có được một bản lĩnh phi phạm, ngạnh kháng được luồng khí lạnh này. Hai người sau khi mà ổn định khống chế ra khỏi mắt, lại ghé nhìn về phía Dương Phàm và Thạch Tiên Hàn. Toàn thân của Thạch Tiên Hàn bùng lên một luồng ma diễm, cầm ở trong tay một mật quyển màu đen. Trước người ngưng kết ra một màn hào quang màu đen giống như thực chất, bay lên từng đạo ký hiệu thần bí cùng với những đốm lửa. Hàn cũng đã chịu đựng được luồng khí lạnh này. Xem ra, ba người ít nhất đều có được tu vi sánh ngang với Nguyên Anh đại tu sĩ. Còn về phần Dương Phàm, khi mà băng u công chúa cùng với bắc cực tông chủ nhìn thấy rõ tình trạng của hắn trên vẻ mặt lại càng kinh hãi chỉ thấy trên người của dương phàm cùng với viễn cổ cự thạch tinh đồng thời ngừng kết ra một tầng tông sắc thảo giáp hai người dường như đã hòa hợp thành một chỉnh thể dưới khí cực hàn như vậy dương phàm lại thần sắc lạnh nhạt tự nhiên lại thậm chí có bộ dạng vài phần dư sức dương phàm tuy rằng không có đạp chân trên đại địa nhưng mà là viễn cổ cự thạch tinh ở phía dưới hắn dường như đã trở thành một chỗ dựa của đại địa Viễn cổ cự thạch tinh chính là núi lớn mấy trăm trượng biến thành, vừa khéo, khuyết thiếu thực lực lượng của nguyên thần. Khi mà hai người phối hợp, đó chính là một tổ hợp hoàn mỹ nhất, gần như có thể phát ra khiêu chiến đối với hóa thần kỳ. Băng cực tông chủ rất lâu, rung động với loại tình huống như vậy, không thể nào thăm dò được tu vi chân thật hiện tại của Dương Phàm, nhưng mà hai người này tuyệt đối có thể kết luận, Dương Phàm ít nhất là tu sĩ nguyên anh kỳ. Bốn người, một tên quái, đều đứng dậy ở bên trong đại điện, vẫn là không nhúc nhích, theo thời gian trôi qua luồng khí lực hàn xung quanh đến từ vạn hàn văng phách dịch này dần dần tiêu tàn, mấy người lại hơi cảm thấy dễ chịu hơn một chút dù như vậy chính làm tình bằng ốc này đã có hàn lực cường đại cũng đủ để khoảnh khắc đóng băng bậc cao nguyên anh đồng cứng nguyên anh bình thường giờ phút này sau khi thích ứng với môi trường mấy người cũng đã thấy rõ trạng huống ở trong bằng cốc. bằng ốc to như vậy rộng rãi trống trải chỉ có nơi trung tâm là có một cái bàn bằng gắn bó làm cùng với một cái bằng ốc ở giữa trên cái bàn băng này có một vết lõm giống như đây nổi. Bên trong rõ ràng là có một hạt băng châu lung linh và trong suốt, lóe ra một lưu ly màu lam nhạt, lộ ra vẻ lộng lẫy mộng ảo như châu báu. Vật này đồng dạng cũng đã tàn mát ra một luồng khí lạnh, giống như có vẻ ôn luyện và sáng người, không có một loại cảm giác lạnh tê thấu xương. Khi mà ánh mắt của mấy người này ngừng ở trên bảng chân châu lưu ly này, lại không khỏi bị sự xinh đẹp mộng ảo của nó hấp dẫn. Ở trong băng cốc, cũng là không nhìn thấy băng phách kỳ thạch, chỉ có viên băng châu lưu ly lại như châu báu như vậy. Đây là cái gì? Con người của Dương phàm co rút, tim của hắn đập nhanh hơn, lại không tự chủ được. Băng phách lưu ly châu? Trong thế gian này, thực sự lấy tồn tại chất bảo. Trong con người mổ lam của băng u công chúa lộ ra một thần sắc cực kỳ si mê, rồi lại chuẩn bị một vẻ tham lam thay thế. Trên dung nhan tuyệt mỹ lạnh như băng của nàng ta, lại có vài phần dữ tợn bằng phát lưu ly châu. Bác cường tông chủ nghe thế như vậy, trong mắt chợt lóe hàn quang. Xẹt một tiếng, lại không một chút nào nghĩ ngợi, hóa thành một vệt sáng cong màu bạc chạy tới bàn băng. Nhưng mà băng ua công chúa lại nhanh hơn hắn một bước, một bóng mờ thoáng cái lại hiện ra trước bàn băng. Tay ngọc lại vung lên, muốn đoạt lấy bảo vật tha thiết ước mơ. Nào có dễ dàng như vậy? Dương Phạm hử lại một tiếng, một cỗ trọng lực kinh khủng ầm ầm phủ xuống. Dưới một cố trọng lực tuyệt thế như vậy, thân thể mềm mại của băng u công chúa đang di chuyển, bỗng nhiên lại dừng lại, mặt đẹp tái nhợt, phun ra một búng máu. Đừng có mà mơ ngăn cản được ta. Băng u công chúa cho dù đã bị thương, cũng không một chút nào từ bỏ. Trong mắt là một mảnh tham lam điên cuồng và hoàn toàn thay thế lý trí. Tại một bên khác, Thành Thiên Hàn cùng với Bắc Cực Tông Chủ vì tranh đoạt băng một phách lưu ly châu cùng với chiến là một đoàn ở trong băng cốc. Dương Phạm lại cười lạnh, hòa hợp một thể cùng với viễn cổ cự thạch tinh không chế thần thông trọng lực áp chế băng u công chúa rất gắt gào khiến cho sắc mặt của nàng ta tái nhợt. đồng thời chống lại băng vụ cực hàn băng u công chúa vẫn là còn phải chịu đựng được cố lực, trọng lực như vậy lập tức có một chút ăn không tiêu nhưng mà nàng đột nhiên lại cắn răng lấy ra một viên đan dược màu trắng trong suốt ném vào trong miệng dược phẩm sắc mặt khẽ biến ngay sau đó chỉ thấy tu vi của băng u công chúa tăng lên lại là một cỗ hàn khí kinh khủng tràn ra lập tức băng u công chúa đã tránh thoát ra khỏi được trọng lực áp chế thò tay chụp vào trong băng phách lưu ly châu dương phạm mặc dù lại không biết lai lịch chân chính của viên châu báu này nhưng mà thấy bộ dạng của nó đối phương điên cuồng và dữ tợn nên đã biết quý được sự châu báu nó lại càng vượt qua cả băng phách kỳ thạch mắt thấy băng u công chúa lại sắp lấy đi băng phách lưu ly châu thạch thiên hàn cùng với bắc cực tông chủ đang chiến đấu đồng loạt lại đánh tới nàng dần dần là một đạo từ quang huyễn lệ khiến cho pháp lực trong cơ thể của băng u công chúa rung động và bị cản trở. Bắc cực tông chủ, người là con liên hợp với người này đối phó với ta, vậy chắc lẽ người đã quên ước định khi trước. Băng u công chúa đầy những vẻ tức giận, quanh thân băng bào bay múa, cuốn lên một cơn băng phạo. Băng phong bạo, do vô số, băng chùy quay cuồng tạo nên, lập tức bao phủ toàn bộ băng ốc, thanh thế rung động và kinh người. Trong quá trình băng bào cuốn lên trên băng phong bạo cường đại, cùng với phóng ra một cỗ khí tức cường đại siêu việt cổ bảo. Thông linh pháp bảo sao? Ấy, không đúng. Dương Phạm lại kinh dị kêu lên một tiếng. Bằng ơ công chúa sau khi lại dùng bí lược. Pháp lực tu vi đã tăng gấp đôi. Băng phong bạo đầy trời, băng chủy quay cuồng đó lại là đồng thời bức lui Thạch thiên hàn cùng với bác cực tông chủ. Chỉ là một kiện phòng chế thông linh pháp bảo. Thạch thiên hàn lại bật cười một tiếng, ở trong băng chủy gió lốc giống như là một con thuyền nhỏ miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Tưởng vân hóa dưới chân rung lên, hắn lại na gì tới lối vào của bằng cốc. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Thấy tình hình như vậy, sắc mặt của bác cực tông chủ lại hơi đổi. Người lại tính toán gì? Đương nhiên là giết chết tất cả các người. Bằng phách lưu ly châu này sẽ thuộc về một mình thạch mố. Thành ngầm bá đạo vậy, và... âm lánh. Thạch thiên hàn đang truyền lời. Cái gì cơ? sắc mặt của bắc cực tông chủ kịch biến đột nhiên đã cảm thấy được một cỗ nguy cơ ngay sau đó chỉ thấy ở trong tay của thạch thiên hàn xuất hiện một thanh vũ khí dữ tợn giống như mâu lại giống như kiếm ở đầu là một lớp răng nhọn sóng gọn sóng gợn toàn thân màu đỏ làm lúc vũ khí này đổ ra một cỗ uy áp áp chế toàn bộ pháp bảo tại đây theo đó lại buông xuống đây là thông linh pháp bảo trong mắt của bắc cực tông chủ lộ ra vẻ kinh hãi nằm tự trước mặt lại không thể nào lại có được thông linh pháp bảo thảo nào mà lại dám kiêu ngạo và bá đạo như vậy bằng phách lưu ly châu không phải là không thuộc về bản công chúa thì là của ai ai là cũng không ngăn được cho dù là người có thông linh pháp bảo thì lại sao chứ bằng u công chúa lại chỉ hơi xứng người dày lát rồi lại đầy mặt cười lạnh trong mắt tràn ngập tham lam và điên cuồng khuôn mặt có một chút vặn vẹo nàng ta tự nghĩ giờ phút này tu vi về pháp lực của mình tăng mạnh chỉ cần cướp đến bằng phát lưu ly châu cho dù là Thánh Thiên Hàn này có cường đại tới mấy đi nữa, Trung Quy vẫn chỉ là một người, không thể nào ngăn cản được mình. Vậy sao? Sẽ người có thể qua được một cửa của Dương mỗ? Dương Phạm nhẹ nhàng cười, không chế viến cổ cự thạch tinh mang theo trọng lực vô cùng, ép tới băng u công chúa. Ai ngăn cản? Bản công chúa lên sẽ giết chết hắn. Lý trí của băng u công chúa hoàn toàn đã bị tham lam phủ kín, lập tức đem sát khí tập trung trên người của Dương phàm. Dứt lời, tay ngọc của nàng lần lượt đan sen, ngừng kết ra một đoàn băng cầu màu lam, phóng ra một khí thức khủng khiếp, cấp tốc xoay tròn. Băng cầu màu lam này xoay tròn trong nháy mắt đã đánh trúng vào viễn cổ cự thạch tinh, âm âm nổ tung. Sóng băng cường đại thậm chí đã xô nghiêng bất cực tông chủ cùng với thạch thiên hàn phương xà, có thể thấy được uy lực của nó. Mà Dương Phạm lại càng nằm ở trong trung tâm cơn lốc băng này. Ngay lúc này, hắn dung hợp cùng một chỗ với viễn cổ cự thạch tinh, tổ hợp hoàn mỹ có thể nói là vô địch. Trực tiếp không nhìn lực lượng khủng bố trung tâm cơn lốc băng sinh ra, viễn cổ cự thật tinh cùng với dương phàm giống như là một chỉnh thể nâng ra bàn tay lớn cách không vỗ tới một bàn tay ánh sáng màu vàng đất lại phá không gian vỗ lên trên người của băng u công chúa lập tức lại đánh bay nàng hùng hằng va chạm lên trên vách của băng ốc hết trường hết chập hết tập 127. mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Hồng Lộ.